Chào tất cả mọi người, con tên là Trần Trung Kiên. Ba từ để nói thì con là trung thực, hiếu thảo, tự tin. Con tên là Lê Thị Kim Ngân. Ba từ để nói về con là hiếu thảo, trung thực, tự tin. Con tên là Phan Võ Minh Anh. Ba từ để nói về con là dũng cảm, hiền lành và cầu toàn. Dạ, con có thể đọc sách nhanh hơn, nhớ nhanh hơn, dành nhiều thời gian chơi và có thể tính thứ ngày tháng để cho mấy bạn phải ngạc nhiên nhập trồ. Mình có thể nhớ số, nhớ bài nhanh, không còn phải học thuộc lòng như trước nữa. Nhiều môn con áp dụng được, ví dụ như là môn lịch sử thì con áp dụng những cái bộ số để con mã hóa nó thành hình ảnh để con dễ nhớ được các sự kiện hơn. Còn là như môn văn con có thể dùng mind map hoặc là sơ đồ gợi nhớ để con ghi những ý chính để làm bài hiệu quả hơn. Qua 6 tháng học thì con cảm thấy là có ứng dụng được nhiều cái trong cuộc sống hàng ngày của con cũng như là trong việc học. Mind map thì giúp con ghi nhớ rất là nhanh, cái đó thì cũng vậy luôn. Thì khi mà học bài mà nó khó nhớ như là lịch sử, địa lý, sinh học thì khi mà sử dụng mấy cái phương pháp đó thì nó giúp con nhớ nhanh hơn, nhớ bài lâu hơn. Dạ, con thấy khá là vui và hứng khởi bởi vì con đã học được rất nhiều điều mới. Mình được thư giãn, không có phải là căng thẳng như ở trên trường. Học ở đây thì rất là thoải mái, không có căng thẳng áp lực, mặc dù cũng có học thêm nhiều điều. Ở đây thì con được nằm, muốn nằm thì nằm, muốn ngồi thì ngồi. Học thì rất là thoải mái, không có bị gò bó nhiều. Con rất yêu ba mẹ, con hứa với ba mẹ con sẽ học thiệt giỏi để ba mẹ tự hào. Không nói là con yêu ba mẹ nhiều lắm, cảm ơn ba mẹ vì đã tạo điều kiện cho con đi học ở Tâm Trí Lực. Con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều, cảm ơn ba mẹ vì đã luôn đồng hành cùng con trong suốt quá trình con học ở đây. Con yêu ba mẹ rất là nhiều.